Sáng nay chúng ta học hai bài. Học bài thứ nhất là chúng ta học về tục đế và chân đế. Tức là có hai cái sự thật ở cõi đời này mà chúng ta không có biết, do vô minh chúng ta không có biết, gọi là tục đế và chân đế. Tục á là thuộc về thế gian, cái chữ tục á, chân á thuộc về sức thế gian, đế là sự thật. Cái gì mà thuộc về tục á là thuộc về thế gian, chân á là sức thế gian, còn đế á là sự thật. Nên nó có hai cái sự thật, sự thật thế gian và sự thật xuất thế gian. Nếu sự thật có nghĩa là gì vậy? Sự thật có nghĩa là nó đang hiện hữu. Sự thật có nghĩa là nó đang hiện hữu. Còn người nào biết cái sự thật thì người đó trí tuệ, người nào không biết sự thật thì người đó vô minh. Quý vị hiểu này không? Sự thật có nghĩa là nó đang hiện hữu, đó là thật. Thật có nghĩa là gì đó? Còn giả là nó không có mà mình nói có. Hiểu không? Giả là nó không có mà mình nói có. Còn thật là nó có, mình thấy có hoặc mình không thấy có, nhưng nó vẫn tồn tại xung quanh mình, nó vẫn tồn tại trong tam giới này. Ví dụ như ngày xưa người ta đâu có biết Khamma là nghiệp đâu, ta đổ thừa ông thần. Ví dụ như giàu là ông thần tài, sống dai á là thần độ mạng. Hiểu không? Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài chứng đạo, ngài mới thấy Khamma là nghiệp. Như vậy nghiệp nó có không? Nó có phải không? Nó có là sự thật chứ nữa, mà mình có thấy đâu. Mình không thấy không biết có nghĩa là mình vô minh với nghiệp. Mình vô minh nó không biết cái gì hết trơn á. Nhưng mà nó có. Như nó có là một là mình biết, hai là mình không biết. Nếu mình biết là mình trí tuệ. Những cái sự thật nó tồn tại mà mình biết chừng nào tệ nhiều đó, mình biết tất cả là đến toàn tri, biết hết. Ở trên đời này chỉ có một người biết hết thôi, là toàn tri. Đố quý vị là ai? Người một à? Ai? À, Phật là đấng toàn tri đó nè. À, Đức Phật là đấng toàn tri. À, Đức Phật là đấng toàn tri, nên ngài biết hết. Không có gì là không biết hết. Như vậy thì ngài á là tuệ lớn nhất ở thế gian này, là Đức Phật là trí tuệ lớn nhất, gọi là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ Đức Phật á gọi là trí tuệ siêu việt. Còn mình á gọi là trí tuệ siêu siêu, mà siêu ít nha, mình siêu ít. À, Đức Phật á là siêu ít, Đức Phật là trí tuệ siêu việt, còn mình trí tuệ siêu siêu. À, siêu siêu tức là sắp té đó, đó trí tuệ siêu siêu. Trời, trí tuệ siêu dễ sợ mà ít nha. À, trời, trời, siêu quá ít à. À, siêu này à đó, siêu là nghiêng nghiêng á, hiểu không? Như vậy thì những cái gì mà nó đang tồn tại ở trong tam giới này mà chúng ta biết thì cái đó được gọi là tuệ. Biết là nhận diện đó, chứ không phải là biết là người ta nói mình biết. Người ta nói mình biết á là cái đó không gọi là biết, hiểu chưa? Cái đó không gọi là tuệ. Người ta nói mình biết là chúng ta biết được thông tin về cái sự thật mà thôi. Còn chừng nào chính thân mình, chính mình nhận diện được sự thật, cái đó mới gọi là tu chứng. Còn bây giờ ví dụ thầy dạy hoặc là mình xem kinh sách đó, cũng chẳng qua người ta nói mình biết thôi à. Chứ trường hợp mình lấy cái biết của mình đặt thẳng vấn đề đối với cái sự thật này luôn, à, thì mình biết được nhiêu là mình tệ nhiêu. Nên đó được gọi là Pháp Vana. Tức là thực hành đó. Cái chuyện này là thực hành thiền nè.
pháp anh á, thực hành thiền. Mà nó cũng có nghĩa là sống nữa, sống động á, live stream á, tức là thực hành thiền. Pháp anh á là thực hành thiền. Nên người nào có thực tập thiền á, là thực tập thiền là chữ này nè, pháp anh á. Như vậy thì nhiệm vụ của mình á là phải coi, coi thứ nhất người ta nói cho mình biết là có hai sự thật, rồi mình về mình dò tìm. Nếu mình dò tìm biết được sự thật nào thì mình có tuệ cái đó. Tại vì nó có mà mình biết là mình tuệ, mà nó có mà mình không biết là mình vô minh. Còn nó không có mà mình nói có, mình tà kiến. Hiểu không? Và tà kiến tức là kiến là thấy biết đó, mà thấy biết tầm bậy, nó có đâu. Ví dụ như người ta nói nè, ác pháp là ngã, hoặc là dịch ra linh hồn, hoặc là thực thể, một cái nó đó, một cái nó đó. Bây giờ ví dụ này ha, người ta cho mình á là chính mình. Khi mà mình chết đi thì cái ác tá này, tức là mình đó, linh hồn của mình đó, nó mới nhập vào cái con khác. Ví dụ như qua thế giới của quỷ thì thành con quỷ, qua thế giới con ma thành con ma, qua thế giới con bò thành con bò, qua thế giới chư thiên thành chư thiên. Rồi cái thân của các cái chư thiên bò đó đó chết đi thì cái ác ta này là cái ngã này nè đi sanh quá khác, sanh bằng cách nhập vô cái thân đó, trả hết nghiệp sanh quá khác. Ta cũng có nói tới cặp ma nghiệp nữa, nhưng mà đó gọi là tà kiến. Nó không phải như vậy, nó không phải như vậy mà mình nghĩ như vậy. Hiểu chưa? Người ta chết đi là bây giờ cái hiện tại của mình nè, mình hiện tại nè, hiện tại chết đi là rã tan cái hiện tại, nó còn cái gì đó chính là kiếp sau. Kiếp sau là khi sau khi rã này nó còn gì đó, là đó là kiếp sau. Có gì không? Sau khi rã nó còn gì đó, đó là kiếp sau, chứ không phải là cái hồn nhập ra nhập vô. Nên mất này là nó thành kia. Bây giờ ví dụ nói đơn giản là thôi, mình cái cục sắt, tôi đem vô tôi đập hồi ra con dao. Hiểu chưa? Rồi con dao á là chặt hồi ra con dao củ mềm. Rồi cuối cùng dao trở thành cục sắt. Như vậy thì cái cục sắt trước tới con dao, tới cục sắt sau, luân hồi. Nó luân hồi vậy, luân hồi vậy đó. Chứ không có cái gì mà xuất khỏi cục sắt trước nhập vào cục sắt, nhập vào con dao, rồi xuất khỏi con dao nhập vào cục sắt sau, là không có như vậy. Nhưng mà cái trước nó mất đi thì mới có cái này. Cái này chính là kế thừa của cái trước, và cái này mất đi là mới có cái sau. Mình hiểu vậy đó, tức là mình hiểu về sự thật của nó đó, là vậy đó. Là ai hiểu được sự thật đó, là cái cách nhìn đó gọi là chánh kiến. Cái thấy biết đúng sự thật là chánh kiến. Còn bây giờ ví dụ như tự nhiên cục sắt nó xuất hồn ra nhập vô con dao, con dao xuất hồn ra nhập vô cục sắt dụng, thì cái đó gọi là tà kiến. Nó không phải như vậy mà anh nói, anh thấy biết tầm bậy, anh thấy anh biết tầm bậy, anh suy nghĩ anh tưởng ra vậy thôi à, chứ nó không phải như vậy. Nên đó không được gọi là trí tuệ, mà đó được gọi là tà kiến. Nên thấy trong vô minh, cái sự thật thì không thấy, mà mình cứ suy nghĩ theo kiểu đó đó, tức là mình chế ra, mình tưởng nó ra, mình đặt nó ra, mình tạo nó ra. Người ta gọi là ngụy tạo, tạo nó ra thôi. Nhưng mà đa phần ở trên thế giới là mình tạo hết. Nên các nhà nghiên cứu á, 99.99% các chư thần là do con người tạo ra. Không thấy gì hết. Lập nên cái miếu thờ, cho là thờ vị đó, rồi ai nấy tưởng tượng một vị khác nhau. Ví dụ thờ thần lửa, khi mình vô mình lại á, thần lửa thắp nhang á, mình tưởng tượng ông thần lửa, lửa cháy toàn thân giống người của mình mà lửa bốc ào ngồi trước mặt. Hiểu không? Vậy thì đối với người đó, ông thần lửa là toàn thân là lửa. Nhưng người khác nói các vị thần ta không phải vậy, nói thần lửa là ổng chỉ quy về lửa thôi, chứ không phải là ổng là cái thân lửa. Nên ổng thân giống hịch mình, nên ta vẽ thân giống hịch mình mà có cầm cái cục lửa. Như vậy là trong cái tâm của người khác dệt nên một cái vị thần lửa đó thành ông thần khác. Hiểu không? Do đó vị thần đó chính là do con người mình tạo ra, sản xuất ra ở trong tưởng chi mà thôi. Chứ thật ra là cái sự thật, cái sắc chá này nè, sắc chá là sự thật này nè,
Nó không phải là như vậy. Mà mình dệt ra như vậy, sai sự thật thì được gọi là tà kiến, mà đúng sự thật thì gọi là chánh kiến. Nhìn đúng vậy có sao, thấy biết đúng vậy gọi là chánh kiến. Mà cái thấy biết á, thì gọi là trí tuệ. Thấy biết đúng thì gọi là chánh kiến. Mà cái thấy biết á, thì gọi là trí tuệ. Ví dụ mình nhận diện ra được từng cái đó, cái nhận diện ra được từng cái gọi là trí tuệ. À, như vậy á, thì chánh kiến là gì? Là thấy biết đúng. Còn trí tuệ là thấy được nó. Hai nó khác nhau nha. Nên đó, ví dụ như trong Bát Chánh Đạo á, chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là thấy biết đúng, có sao thấy như vậy là thấy biết đúng. Còn trí tuệ là nó có mà mình nhìn được nó, mình nhận diện được nó. Hai cái này khác nhau. Vậy chánh kiến với trí tuệ nó khác nhau thế nào? Còn vô minh với si mê khác nhau chỗ nào? Si mê là bóng tối. Còn vô minh là khả năng không nhìn ra được những cái trong bóng tối. À, vô minh. Còn chánh kiến là thấy biết đúng sự thật, nó có sao thấy biết đúng vậy, không vẽ vời gì cả, gọi là chánh kiến. Và nó có mà mình nhận diện được nó thì được gọi là trí tuệ. Mày không biết khổ ghê luôn. Sáng sớm mở, sáng sớm mở hàng vậy. Hôm qua có Phật tử nhắn tin lại email dài thòn. Là thầy ơi, thầy mới nhập thất 21 ngày mà thầy giảng con muốn nổ não rồi. Phải chi mà thầy nhập thất 1 năm á, chắc là điếc luôn quá à. Nhập thất có 3 tầng à, ổng là thầy ơi, thầy nhập thất có 3 tầng mà thầy lên mạng thầy giảng con muốn nổ não. Mình học mấy mình phải gọi là gọi là improve nó lên chứ, approve nó, mình phải lên chứ. Không lẽ mình dẫm chân tại chỗ hoài, mình cũng phải có step by step chứ, phải không? Đó, phải có step by step. Như vậy thì tục đế và chân đế số 1 là định nghĩa. Định nghĩa hồi nãy chúng ta cái từ ngữ rồi phải không? Tục á, là thế gian, chân á, là xuất thế gian, rồi á, là đế á, là chân thật, sự thật, sự thật, chân thật, sự thật. Nên tứ diệu đế, tứ diệu đế, diệu á, tứ diệu đế, chữ diệu đó là cao thượng. Đế là sự thật. Có bốn cái sự thật cao thượng. Sự thật là gì? Là nó đang tồn tại xung quanh mình nè, là thật. Nó không tồn tại mà mình nói nó có, là đó là tà kiến, là giả. Giả là không có, mà nói có là giả. Nên á, có nhiều người nói là thân mình là giả. Quý vị, thân mình là giả. Mình nói thân mình là giả. Vậy ai ngồi đây? Như vậy thân mình là giả so với cái gì? Hiểu chưa? Rồi á, là thiệt so với cái gì? Thiệt là so với tục đế, còn giả là so với chân đế. Ví dụ vậy đó. Tức là người ta so với cái gì mà ta nhìn vào á quý vị. Chứ không phải mình nói là giả đâu. Nói cuộc đời này là giả. Có thiệt đó giả đâu. Có chồng, có vợ, có thương, có yêu, rồi có chọt, có chích nhau, có chửi, có mắng, có hết đó. Chứ không phải có đâu. Sự thật mà, tại sao lại nói giả? Sáng nó chửi tôi là lời chửi nó cũng giả thôi, nó chửi tát vô mặt giả hồi nào, rồi nó quay qua nó tán mình cái bớt, rồi cái tán nó cũng là giả thôi. Giả đâu mà giả, xin cái quai hàm này giả không? Sự thật người ta sao nói giả? Quý vị hiểu không? Nên cái từ ngữ mình xài đó là sử dụng đó là từ ngữ quy ước, nên mình phải hiểu quy ước người ta nói về cái gì, chứ không phải là chúng ta bóc từ ngữ rồi chúng ta cứ là đọc cái từ ngữ đó. Mà chúng ta phải hiểu sự quy ước của từ ngữ. Tất cả ở thế gian này đều là ngôn ngữ của quy ước. Quy ước có nghĩa là gì? Là cái đó ta đặt ra vậy đó. Cái này là giả thì thôi mọi người đều nghĩ nó là giả, là quy ước, chứ không phải là sự thật, không phải là đế, mà nó là quy ước. Quy ước á
thì gọi là chế định. Nghe không quý vị? Như vậy á, định nghĩa tục đế chân đế là gì? Là hai sự thật mà đang tồn tại. Hai sự thật đang tồn tại trong trong đang tồn tại ở trong cõi đời. Hai sự thật đang tồn tại trong cõi đời. Có nhiều người bắt bẻ sự thật có một chứ giả có nhiều chứ sự thật sao có hai. Quý vị hiểu không? Đã gọi là sự thật rồi sao hai? Ví dụ người ta nói là có bốn cái sự thật. Có nhiều người điều chỉnh là sự thật có bốn cái chi thì đúng, chứ nói là sự thật làm sao có bốn. Đã thật là thật chứ làm sao có bốn. À quý vị, thật ra mình quy ước. Cái này chúng ta đang nói tới quy ước. Mà đã quy ước á, thì tôi nói bốn đó. Tại tôi quy ước là bốn. Bây giờ tôi quy ước là hai sự thật nè. Có hai cái sự thật. Tại vì sao mà gọi là hai sự thật? Tại vì hai cái nó khác nhau. Nên sự thật, người ta nói là sự thật là sự thật, chứ làm sao sự thật mà 2, 3, 4. Giả mới có 2, 3, 4, 5 chứ. Còn sự thật mà sao hai? Bây giờ ví dụ như con người mình là thật phải không? Làm có hai người, có một người thôi còn giả. Nó giả đầu nó gắn râu gắn độ vô ha, gái giả trai, trai giả gái rồi ha, màu đỏ màu xanh màu tím rồi ha. Đỏ xanh tím biết gì không? Ở trên chương trình gì đó cho nó cầm cái bảng ha. Đỏ có chủ, xanh độc thân, tím apple là thế hệ thứ ba gì đó. Ai có coi đó không? Hiểu chưa? Đỏ xanh tím bây giờ cái ngôn ngữ đó thành quy định luôn rồi. Đỏ xanh lá cây tím. Nên bây giờ người ta không có nói nặng nhẹ gì hết trơn á. Gặp người nào nói đó đỏ là biết hoa có chủ, hiểu không? Người nào nói xanh đó là độc thân, mà tím là thế hệ thứ ba xanh phải nhớ. Hiểu không? Đó, bởi vậy là trời ơi cấp này cái mặt tím quá là. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu được rồi đó, hiểu được rồi đó. Nên á là định nghĩa về tục đế và chân đế là hai sự thật đang tồn tại ở trên cái cõi đời này, hoặc trong cái cõi đời này, trên cõi đời này nó đang tồn tại, là nó đang hiện hữu đó, là nó đang có đó. Mà tại sao chúng ta không biết hai sự thật này? Tại vì chúng ta vô minh. Biết cha là vô minh, chữ này là vô minh nè. Vô minh là cái độ không nhận biết những cái đang có, là cái độ không nhận biết, không nhận biết cái đang có. Mà cái đang có là gì đó? Cái đang có là sự thật đấy. Cái đang có là sự thật đó, là sắc chá. Sắc chá đây gọi là sự thật đó. Nó đang có tức là sự thật. Cái gì nó có là sự thật hết đó. Nó tồn tại mà. Cái gì nó đang có tồn tại là sự thật hết đó. Như vậy có hai cái sự thật. Vì chúng ta đi cái phần 2 là sự thật thứ nhất á, là tục đế, là sự thật thuộc thế gian. Sự thật thuộc thế gian thì được gọi là tục đế. Mà sự thật là cái nó có, nó tồn tại. Sự thật ở thế gian. Bây giờ ví dụ nha, thí dụ cho nó thú vị ha. For example, thí dụ hôm hôm ông làm gì vậy? Trời ơi, hôm tụng kinh sáng đêm. Mà mình có tụng kinh sáng đêm thiệt, ngồi tụng kinh sáng đêm cốc 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 sáng đêm. Cái sáng sớm ông thầy bạn hỏi ơi ông hôm hôm làm gì? Làm hôm tụng kinh sáng đêm. Vậy là sự thật đấy. Đó là sự thật, tôi tụng kinh sáng đêm. Vậy đó là một cái sự thật. Bây giờ ví dụ như đang ngồi học mà lơ đễnh, hỏi sao vậy? Tôi nhức đầu quá. Mình có nhức đầu không? Có. Sự thật đó, sự thật mình nhức đầu. Ngồi hồi lắc qua lắc lại ông thầy nói, ngồi không trang nghiêm vậy? Vậy con đau, nó gối quá thầy. Sự thật mình đau gối, nói đau gối. Hiểu không? Đó là sự thật đó. Vô chùa ngồi vào vào buồn cú rũ à. Hỏi sao vô chùa không quan hỷ vui vậy? Mới tin nghe xét đánh bên tai. Ông chồng có vợ bé.
Sự thật đó là sự thật, chẳng có vợ bé gì hết. À, có vợ buồn quá vô chùa, hiểu không? Nhưng mà bây giờ á, trong lòng buồn rười rượi, nhưng gặp mình cười. Ở sao tâm trạng lúc này sao? What's your feeling? À, tâm trạng sao? Cảm thấy sao? What are you feel? À, cảm thấy sao? Vui. Trời ơi, buồn nát ruột luôn. Mà giờ á là mà mình nói vui. Cái đó có thật không? Không, đó không phải là sự thật, đó không phải là đế. À, không, đó không phải là đế, đó không phải sự thật. Nhưng mà nếu buồn thì mình nói mình buồn, vui nói mình vui. Dầu mình không nói thì sự thật nó vẫn là buồn. Hiểu không? Dầu mình nói vui thì sự thật nó vẫn là buồn. Đang ngồi không thể nói đang đứng, đang ngồi là sự thật mình đang ngồi. Biết không? Thì đó là sự thật, tất cả đó thì mình đang nói tới sự thật thôi, chưa nói tới thế gian nha. Chúng ta đang nói tới sự thật nó có. Rồi bây giờ ví dụ nè, mình đang suy nghĩ. Là sự thật mình đang suy nghĩ. Mình đang tưởng tới một hình bóng nào đó, sự thật đang tưởng. Rồi mình vào được sơ thiền. Thì sự thật á là mình vào được sơ thiền. Hiểu không? Bây giờ á, mình làm một cái nhân thì nó sẽ tạo thành cái quả. Nhân tạo thành quả là một sự thật. Thì đó là sự thật đó. Quý vị hiểu không? À, rồi bây giờ á, tới tục đế nè. Tục đế là những sự thật nó thuộc về thế gian. Mà thuộc về thế gian á, thì á, cái thứ nhất à, là nó phải có chế định. Nó phải có chế định. Chế định đây được gọi là quy ước. À, chế định đây được gọi là quy ước. Thí dụ cái mông mình chạm đất, hai cái chân mình chéo nhau, con người mình thẳng lên, hai cái tay mình để đây, thì người ta đặt cho cái đó là cái gì vậy? Người ta đặt cho cái đó là cái gì? Hả? Ngồi thôi, ngồi thôi. Còn thiền là cái chỗ tâm nữa, nó cộng với cái tâm nữa mới thiền, mới ngồi thôi à. Ngồi mà không có thiền, đúng không? À, vậy đó thì chúng ta cái mông mình chạm đất, à, cái chân mình xếp bằng, cái lưng mình á thẳng lên, người ta nói ngồi. Hai chân mình chạm đất, chân lưng đầu thẳng băng thì gọi là gì? Đứng. Rồi bây giờ lấy cái cây này cây kia cưa ra miếng dán, ba bốn cái cây cầm lại đóng kịch 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 thành cái này gọi là gì? À, cái bàn. Còn cái này nè, trên con người mình có cái này nè, mà nó có năm cái này nè, thì cái này gọi là cái gì? Cái ngón. Chưa có tay đâu, cái ngón nó nằm trên tay mới kêu ngón tay. Còn này mới ngón à, hiểu chưa? Bắt đầu đó là ngón. Rồi bây giờ nguyên nhiều cái ngón trên này trở thành cái gì? À, cái bàn nó nằm trên cái tay, gọi là bàn tay. Còn cái này nè là cái gì? Đó là đầu. Cái đó là cái gì? Cái máy quay phim, hiểu chưa? Cái này á là cái ly hương, hiểu không? Như vậy thì cái đó được gọi là quy ước chế định. Chế định nghĩa là gì? Mình quy ước cho một cộng đồng, cho ai đó, một nhóm người hoặc nhiều người, gán cho nó một cái tên, gán ghép cho nó một cái tên. Ai học vi tính á, gọi là phép gán á. À, tức là ai ở trong này có ai làm IT không? À, tức là viết các cái ngôn ngữ như là tục Boxi, Soxi cộng rồi đó, không? À, như vậy thì đó là một phép gán. Như vậy thì á, chúng ta mới thấy á, là mình chế định, là mình đặt để cho nó có một cái tên.
đặt để nó cái tên theo một cái quy ước. Nên chế định nó có hai cái loại. Thứ nhất á, là vật chế định. Vật chế định, những cái gì mà nhìn thấy, nghe được, ngửi được, nếm được, xúc chạm được, mà chúng ta đặt cho nó một cái tên, thì đó được gọi là vật chế định. Là cái tên cho vật chất. Cái tên cho vật chất thì được gọi là vật chế định. Rồi bây giờ những cái gì mà thuộc về không phải vật chất, mà thuộc về phần tâm của mình á, những cái suy nghĩ tán cái bóp, mặt nóng hổi lên, ở dưới này trào máu lên, ta gọi là gì? Gọi là sân phải không? Ta gọi là sân phải không? Cái đó nó đâu có phải là vật chất đâu. Thì đó thuộc về tâm đúng không? Thì ta gọi là danh chế định. Cái thứ hai, danh chế định thì đặt tên cho tinh thần. Nó không phải là vật chất mà mình chế định, mình đặt cho nó. Quý vị hiểu chế định như là gì? Chế định tức là những cái quy ước mà thế gian này hình thành nên. Tất cả cái gì thế gian đều có quy ước hết. Nói ra ta biết liền à. Ví dụ như nói cái body, body mình dịch ra là cái thân. Body là thân. Bởi vì bữa hôm thì đi mua máy quay phim, đó là cái này mà body không là 1050 thầy, mà luôn ống kính nữa là 1600. Mình mới đầu vô nhé, body là body, tính đâu thân mình không, thân mình là body nè. Keep body tức là mình làm cho cái thân mình đẹp. Keep là giữ đó, cho thân mình đẹp gọi là keep body. Nha, mà này đi mua máy quay phim mà ổng cũng body. Ổng là cái body không là 1050 đô. Còn nếu mà ống kính luôn á thì nó là 1600. Vậy thì cái body đó là người ta quy định tất cả cái gì thuộc về cái thân á là cái body. Nó có cái thân á là cái body. Như vậy thì người ta chế định cái gì? Chế định cái vật thì được gọi là vật chế định. Nó chế định cái mà thuộc về tinh thần mà đặt cho nó một cái tên thì đó được gọi là danh chế định. Như vậy thì những cái gì mà vật chế định, danh chế định, hiểu không? Những cái gì mà vật chế định, những cái gì mà thuộc về danh chế định mà nó đang hiện hữu xung quanh ta đây nè, mà nó thông qua những cái chế định này thì được gọi là thế gian pháp. Những cái gì xung quanh ta nó tồn tại mà thông qua các cái chế định, những cái gì xung quanh ta mà thông qua các chế định thì được gọi là thế gian pháp, thì được gọi là tục đế. Nhưng nó có chữ đế trong nghe. Đế có nghĩa là nó có sự thật đó, nó có thật đấy. Quý không? Ở đây là cây quạt nè, nó có thật đấy. Vậy thì tục đế, tại vì cái chữ quạt đó là mình chế định cho nó. Nếu mà nói đây là cây quạt, vậy cây quạt đó thuộc về tục đế. Tại vì thông qua cái chế định, vật chế định mà mình mới chỉ nên cái sự vật đó, thì đó thuộc về tục đế. Nên tục đế là thông qua các pháp chế định mà chỉ về nó, mà nó tồn tại xung quanh mình, thì đó gọi là sự thật. Hiểu không? Mình nói một vấn đề nó không tồn tại thì đó không phải là đế nữa, nó không phải là tục đế nữa. Đế đây là sự thật, chứ không phải là đế đây là thế gian, mà là sự thật nó có ở thế gian thông qua chế định, danh chế định và danh chế định và vật chế định. Vật là vật chất, danh là tâm. Danh sắc đó quý vị nhớ, danh sắc không, danh là tâm. Sắc là thân, thì ta gọi là danh sắc. Nên vật chế định là chế định cho các cái vật chất,
Còn cái mà phi vật chất mà chế định cho nó, đặt cho nó cái tên đó, thì cái đó được gọi là danh chế định. Nên danh chế định và vật chế định, hai cái này nó cùng tồn tại ở trong đời sống, thì được gọi là tục đế. Mà tục đế thì nó phải chịu các cái quy lực. Tục đế á thì nó nằm trong tam giới. Tục đế nằm trong tam giới, nó chịu các quy lực, nó chịu các quy lực đấy nha. Nhân quả nghiệp báo, nhân duyên, nhân quả nghiệp báo, báo nhân duyên, khổ ưu não gì đó vân vân. Và chính cái tục đế này, không có gì, nó chịu nhân duyên. Mà cái gì chịu nhân duyên á, chịu lực của nhân duyên á, tức là phải có duyên. Duyên có nghĩa là gì? Là nhiều cái hợp thành cái. Duyên là gì? Là nhiều cái làm tan, đã tan cái, thì đó gọi là nhân duyên á. Ví dụ như cái này hợp thành là nhiều cánh hoa hợp thành, là nhiều duyên hợp thành nó, và nhiều duyên để là rã nó. Bây giờ rã nó nhiều duyên nè, bây giờ rã nó mình tháo ra là rã phải không? Vì cái duyên là do tay mình tháo, đúng không? Rồi bây giờ rớt xuống đất, hoặc là người khác kêu mình tháo, hoặc là mặt trời rọi vào nó héo, nó tan, thì nhiều duyên để cho banh cái này nè, và nhiều duyên để hợp được cái này. Thì cái gì do duyên hợp duyên tan, cái đó gọi là vô ngã. Cái gì duyên hợp duyên tan, cái đó vô ngã. Á nát ta, vô ngã. Cái gì duyên hợp duyên tan thì cái đó vô ngã. Tôi ta nè, vô ngã là nó không có cái tôi cái ta thật, mà nó lắp ráp lại nhiều cái, nó ráp lại rồi nó rã ra nhiều thứ, nó ráp lại nhiều thứ, nó rã ra nhiều thứ, nhiều thứ này nó ráp lại. Nhưng mà lúc nó rã ra không phải là nhiều thứ này, mà rã ra thành nhiều thứ khác. Tại vì cái trước nó không thể là cái sau. Bây giờ nè, món A cộng B cộng C bằng D. Vậy cái D này là do ba này cộng lại, chúng ta phân tích pháp theo toán học nè. Hiểu chưa? Ba này A, B, C cộng B bằng D. Vậy thì ba này làm duyên để ra D. Duyên là nhiều cái nó hợp thành đó, nó duyên cho nhau. Duyên là duyên hợp, là ba này nó duyên cho nhau hình thành, chứ không phải tự nhiên D mà nó có D được. Mà D nó có phải do A, B, C hợp lại nó mới có D. Quý vị hiểu chỗ này không? Nhưng mà D đâu có tồn hoài đâu. Ở trên thế giới này cái gì mà nó đã là duyên hợp thì bắt buộc nó phải tan. Vì hợp thì gọi là sanh, cái này gọi là sanh nè. Rồi nó tan thì gọi là diệt. Nó tan thì gọi là diệt. Vậy đâu phải như không nó tan. Nó phải có áp sức, phải có nhiệt độ, phải có người ta phá, phải có thiêu quỷ tì vào cái loại mà nó tan. Vậy thì cái đó được gọi là duyên tan, hiểu không? Duyên tan gọi là duyên diệt. Vì nhiều cái nó bắn vào đây để cho này tan ra. Mà này tan ra thì không phải là ABC nữa, mà nó là D, ABC, E, F, G, hoặc nhiều hơn nữa. Có nghĩa là ABC cộng lại thành D. Thời gian nó rã ra không phải là ABC. Tính không? Bây giờ tin cha, quyết mẹ, không? Tin của cha, cái trứng của mẹ, cái thức ấm của mình, cộng lại ra được người của mình. Nhưng khi chết đi á, nó có phải là tin cha quyết mẹ sao này nè? Phải tin cha quyết mẹ không? Phải là xương cốt. Quý vị hiểu đó không? Luân hồi đó, tất cả mình phải hiểu luân hồi ở trên cái khoa học như vậy đó, chứ không hiểu luân hồi là chết đi đi không.
chết đi đi vẫn là luân hồi. Nhưng mà tất cả các sự vật nó đều là luân hồi. Luân hồi có nghĩa là thằng này nó thành kia, kia thành nọ, thằng sau. Nó là kế thừa thằng trước mà nó không phải thằng trước. Nên thằng sau không phải thằng trước thì nó có phải là có cái ngã không? Có phải có cái linh hồn không? Không có, không có một cái thực thể nào cả. À, mà nó chuyển biến livestream. À, livestream. Liên tục. Chuyển. À, hiểu không? Stream là cái gì? Một cái dòng chảy của sự sống. À, livestream là cái dòng chảy của sự sống. Nó liên tục. Mà thằng sau này, thằng trước chết nó mất thì thành thằng sau, thằng sau mất nó thành thằng sau nữa, thằng sau nó kế thừa thằng trước, thằng sau không phải là thằng trước không phải là thằng sau. Đó mới gọi là chánh kiến đấy. Còn nếu chúng ta hiểu á, thằng sau thằng trước hai thằng khác nhau là tà kiến, không phải vậy. Hoặc là thằng sau là thằng trước, sai luôn. Trái xài không thể là hột xài, mà hột xài không thể là trái xài. À, cái gì mà có cái cây xài thì mới có cái hột xài. À, hột xài không phải cây xài. Ví dụ như vậy đó, nó luân chuyển cho nhau mà thôi. Thằng sau kế thừa trước, lấy cái gen di truyền của thằng trước. Ví dụ như mình không thể là ba của mình được, mà ba của mình không thể là mình được. Mình với ba của mình là sự phân chia, nó khác cái luân hồi. Luân hồi là cái trước mất đi thì nó hình thành nên cái sau. Còn cái này á, là sự phân chia, là nó khác cái sự luân hồi. Ví dụ như cây xài với hột xài không gọi là luân hồi. Mà cây xài đó nó chết đi thì tất cả những cái gì của cây xài đó nó hình thành sau đó, thì cái đó mới gọi là luân hồi của cây xài. Người ta ví dụ một cách nôm na để cho mình hiểu cái gì thôi, chứ nó không phải là vậy. À, như vậy thì cái gì sự thật ở thế gian là phải có cái pháp chế định cho nó. Mà pháp chế định thì có danh chế định và vật chế định. Thì đó thuộc về thế gian pháp tục đế. Mà cái gì tục đế á, thì nó do duyên sanh, nó do duyên diệt. Mà cái gì do duyên sanh duyên diệt thì cái đó là anatta, là vô ngã. Vô ngã tức không có cái ta. Mà nó không có cái ta á, bắt đầu mình nè hốt vô hay là đẩy ra. Hốt cái nó vô á là hốt cái ta đó, là nó là nó. Mà nó có phải là nó đâu. Nhưng tại sao mình tham đắm nó? À, dân dân. Tại sao mình ghét bỏ nó? Nó có là nó đâu. Mà mình cũng có là mình đâu. Nó là nó. Nó không phải là nó. Mình không phải là mình. Như vậy thì quý vị ôm ấp, ôm vào, đẩy ra, ghét bỏ, thương yêu là trò hề của tạo hóa thôi. Nói thật của quý vị đó, các vị A-la-hán tuệ tri, các vị đắc A-la-hán đấy, nó không phải là nó, mình không phải là mình, thì ở chính nơi đó là vô ngã. Mà ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy vô ngã là Niết Bàn. Ai mà đạt tới trình độ thấy biết vô ngã là Niết Bàn. Nó không phải là nó, mình không phải là mình. Lúc này tới không phải nè. À, nó không phải là nó, mình không phải là mình. Cái người ta nói hồi nãy á, thầy nói đế là sự thật, bây giờ lại nói không phải sự thật nữa. Chúng ta đang nói tới cái phương diện duyên hợp, duyên tan, chứ chúng ta không nói tới phương diện của đế. Đạo Phật mình đang ở góc độ nào nói? Chứ nếu mà chúng ta không biết ở góc độ nào nói hồi cãi lộn thôi. Quý vị hiểu không? Chúng ta đang nói góc độ đế là sự thật mà nói á, thì nó có hai sự thật. Nhưng để mà góc độ mà duyên á, mà nói á, thì không có cái gì trên đời này hết. Duyên hợp duyên tan làm gì có cái đó. Nó live stream, nó biến đổi liên tục, làm gì có cái nó. Mới vừa có nó không một tích tắc sau nó lại là thằng khác rồi. Nó thay đổi liên tục, nó thay đổi chứ không phải là nó mất đi. Nó thay đổi có thể nó hình thành, có thể nó diệt đi. Nó có ba cái sắc na, à, sanh trụ diệt. Ít nhất là ba sắc na, sanh trụ diệt. Bất kỳ cái gì, dầu cho đó là cái hạt photon,
hay dầu cho đó là cái hạt lân hư, ở trong kinh Phật gọi là lân hư, nó vừa sanh ra nó diệt đi, vừa sanh ra nó diệt đi, thì trong khoa học gọi là hạt phô tông. Nó sanh ra diệt đi, sanh ra diệt đi, nó liên tục chỉ 2 giây tới 9 giây diệt, 2 giây 9 giây diệt. Nếu nó cộng lại, nó đủ duyên là áp suất nhiệt độ ở nơi đó đủ duyên á, thì nó hình thành nên vật chất, nó hình thành nên á các cái nguyên tử, và lập tức các nguyên tử nó sẽ kết hợp nhau trở thành phân tử, phân tử nó mới tồn tại được ở trong thiên nhiên. Tất cả các chất trong thiên nhiên chỉ tồn tại được ở dạng phân tử mà thôi. Quý vị hiểu không? Nguyên tử thì bắt buộc nó phải cấu tạo hình thành nên các vật chất khác, còn nó tồn tại độc lập thì nó phải tồn tại dạng phân tử. Không bao giờ có một cái hydro bay dèo dèo không gian hết trơn á. Nó phải có N3 nó bay dèo dèo được, nó phải có H2 nó bay dèo dèo, nó phải có H bay dèo dèo, nó phải có O2 nó bay dèo dèo. Quý vị, tức là nó tồn tại ở dạng phân tử, nó không tồn tại được ở dạng nguyên tử. Nên quý vị thấy là khi mưa xuống, lúa chim lấp ló đầu bờ, hãy khi nghe tiếng sóng phất cờ mà lên, mưa xuống tốt lúa lắm. Mưa đổ nước xuống tốt lúa, hàng ngày mình tưới muốn chết luôn sao nó không tốt, mà mưa đổ xuống tốt lúa. Quý vị, mưa O2 nè, nó chặt O2 ra thành O2 trừ, hiểu không? N3 nó chặt N3 ra thành N cộng, cộng với trừ á nó ra một cái chất, ví dụ đó. Rồi hydro nó ra hydro trừ, hydro trừ cộng với N cộng thì nó ra được NH3. NH3 là gì à? Amoniac. Amoniac có trong nước tiểu của mình á, nên mình khai quý vị. Do đó amoniac là phân ure, nó là phân ure, nên ta lấy khí metan ở dưới các cái quặng mỏ lên đó là NH4, nó vào nitơ và hydro nên nó phân tích tổng hợp thành NH3 là ure khí điện đạm, đạm đó, hiểu không? Đó đạm đó, phân ure là đạm đó, tưới cây rồi phân ure mà thấy vô một cái lá nó quấn xanh chành đâu cái gì, giống hệt như mấy đứa nhỏ uống trà sữa vậy đó, không? Cái cây mà lên á, dục phân ure vô lá xanh chành quấn hết, giống hệt như là uống trà sữa mà có tốp pin mấy cục nhỏ 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 thảy trên, nó tốp lại trên á, cái gì pin cục nhỏ nhỏ tốp pin thảy vô ha. Trời ơi, ngồi nó uống giống hệt như là tưới phân ure. Nhưng mà lớn tuổi đừng uống nha, uống coi chừng là đi ra giữa đường mà tiếng Anh á có cái từ die bay. Ai đây này có ai giáo sư tiếng Anh không? Nè, die bay mình dịch ra tiếng Việt là tiểu đường, mà tiếng Anh nó là từ die bay luôn á. Nhiều từ hay lắm. Như vậy thì quý vị mới thấy là chúng ta thấy là tục đế là phải có các cái chế định ở tại thế gian, thấy không? Rồi chúng ta qua tới cái thứ hai, thứ ba, chân đế. Chân đế là sự thật, tục đế nãy cũng là sự thật, đế là thật hết á, nhưng mà mang tính chế định. Chân đế là sự thật, nó đang diễn ra. Cái sự thật nó đang diễn ra, nó đang tồn tại mà không có pháp chế định. Đây được gọi là Dhamma pháp, hoặc gọi là như nó là. Như nó là, có là nó làm sao, là gì đó.
không đặt không để gì cả. Sự thật nó đang diễn ra, diễn ra, diễn ra, diễn ra. Sự thật cuộc đời này nó đang đau khổ này, nó đang diễn ra cho mỗi người chúng sanh nè, nhìn đi. Rồi nó đang tập khởi đau khổ nè, đang nhìn đi. Nó đang đoạn diệt đau khổ nè, đang nhìn đi. Sự thật là mình đang á, các dòng suy nghĩ đang chạy qua tâm nè, các cái hình ảnh của tưởng đang chạy qua tâm nè, các cảm thọ nó đang liên tục khi căn tiếp xúc với trần nè, guồng máy đang hoạt động nè, nhân quả nghiệp báo đang vận hành nè, mà chúng ta đã bỏ đi chế định rồi. Nó là như vậy, là như vậy đó. Nó là như vậy, là như vậy đó. Nó đang diễn ra mà nó không phụ thuộc vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ gì cả. Nó không phụ thuộc vào ai hết. Sự thật nó có, đang diễn ra trên thân mình. Sự thật mình đang dở chân lên, đặt chân xuống nè, đang dở chân, đặt chân xuống nè. Sự thật nè, đang diễn ra nè. Máu mình, sự thật đang chạy nè. Những cái gì ở trong vũ hoàng này, nó sự thật đang diễn ra trên thân và tâm mình, nó đang diễn ra mà chúng ta không biết. Đó, quý vị, chúng ta bị vô minh. Còn nó đang diễn ra mà chúng ta nhận diện được nó, thấy biết được nó, nhận diện được nó, thì đang lúc nhận diện thì người ta gọi là tu thiền Vipassana. Thiền Vipassana là đang nhận diện chân đế. Nó đang diễn ra mà không thông qua bất kỳ cái gì cả. Đó mới gọi là Vipassana đó. Bây giờ làm lại nha, lại nha, lại nha, lại nha. Chúng ta đang thở ra, thở vô. Mà mình bỏ cái từ thở ra đi. Luồng khí nó chạy ra, luồng khí nó chạy vào, mà bỏ luôn cái chữ luồng không khí đi. Đừng có bám chữ, chữ là giả danh, giả định, chế định. Mình buông hết những cái đó. Đi ra, đi vào. Đi ra, đi vào. Sự thật mà. Đó là chân đế. Ngũ uẩn nó đang vận hành như thế này, thế này, 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 này. Mà cũng không có dùng cái từ ngũ uẩn. Nếu chúng ta nói cái từ đó là ngũ uẩn thì chính cái từ ngữ đó là chế định. Nhưng mà cái sự vận hành của nó là chân đế, mà từ ngữ đó nó thuộc tục đế. Suy nghĩ dữ ta. Bây giờ ví dụ nha, nó có mà mình nhìn thì không thấy nó đâu, nên mình chưa có biết được chân đế đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình nhìn cái bông hoa này, nhìn cái này đi, nhìn cái này đi, nhìn cái này đi. Chúng ta nhìn cái này, nhìn bằng gì? Bằng mắt, đúng không? Chúng ta nhìn cái này, nhìn bằng mắt. Vậy là con mắt của mình nhìn á, nếu con mắt mình nó là nhậm màu đỏ thì chúng ta nhìn cái này thấy màu gì? Thấy màu đỏ, đúng không? Nếu con mắt mình á là bị viễn thị, nhìn gần mình có thấy nó không? Thấy, nhưng mà thấy không chính xác, thấy mờ mờ, thấy cái này nó ra cái khác, đúng không? Rồi mình nhìn mà mình không có chú ý, có thấy nó không? Cũng thấy mà như không thấy. Như vậy mình có biết nó là cái gì không? Chẳng qua là biết nó là bằng cái kết luận của cái thấy. Mà cái thấy của mình thì không thấy được nó. Nó không phải là vậy. Cái nó như vậy là như nó là, thì cái đó là chân đế. Tiêu rồi. Tình hình này không ổn à nghe. Tình hình này không ổn à. Tức là những cái gì nó đang như vậy, như vậy, như vậy, nó diễn ra mà không phụ thuộc vào bất kỳ cái gì cả. Sự thật nó đang diễn ra, thì cái sự thật nó đang diễn ra này nè, thì gọi là chân đế. Quý vị hiểu không? Mà đó chính là chánh pháp đấy. Đức Phật Ngài thấy được này nè, biết được cái này nè. Mà chúng ta, cái thấy biết được của chúng ta đó, một
là cái thấy biết mình á, là tà kiến. Không phải như vậy, mà thấy như vậy là mình tà kiến. Cái thứ hai nữa là mình thấy biết của tục đế mà thôi. Tục đế với tà kiến hai cái khác nhau. Tà kiến là nó không phải như vậy, mà thấy nó như vậy là mình thấy làm bậy rồi, hiểu không? Nên tất cả hầu như chúng ta tà kiến hết, thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến á, là mình thấy nó như vậy 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 hoài đó. Đoạn kiến làm thấy nó mất đi, nên chấp thường chấp đoạn là gì? Ví dụ như cái linh hồn nó còn hoài, này chết qua kia, kia chết nọ, xuất ra nhập vô, xuất ra nhập vô, cái linh hồn nó còn hoài đó, thường kiến. Nó đâu phải vậy đâu. Thường kiến là tà kiến, là thấy sai, thấy tầm bậy, nó không phải vậy. Còn đoạn kiến, chết là hết, trên đời chết là hết. Chết có hết không? Hết không? Không hết sao ông nói hết? Có nghĩa là ông thấy tầm bậy đúng không? Thấy biết tầm bậy thì đó là đoạn kiến. Chết hết, hết là ngắt ngang luôn rồi. Nên chẳng thà thường kiến thì mình còn suy nghĩ về nó, còn đoạn kiến chấm dứt luôn, không còn suy nghĩ gì cả. Mà ông suy nghĩ nó sao làm? Nên người đoạn kiến đó là người ta chơ luôn, ông làm gì nữa hết á. Tại vì đã là đoạn kiến rồi, nó mất tiêu hết rồi, không có gì chân rồi, suy nghĩ gì về nó, giải quyết gì nó giờ. Nên người ta nói là mình chết là xong, không còn gì nữa hết. Nên khi còn sống người ta không có làm gì hết, tại nó xong rồi, giải quyết xong rồi. Mà có thực tế vậy hay không? Thực tế phải vậy không? Nó đâu phải vậy. Không phải vậy. Mà mình cho nó là gì, mình thấy biết nó là gì, thì đó được gọi là tà kiến. Cái thấy biết tầm bậy. Còn mới tới chánh kiến á, là samma nè. Samma là chân chánh á. Samma là chân chánh á. Nên chúng ta thấy biết á, là cái chánh như thế này nè. Chánh như thế nào, có như thế nào, thấy như thế đó. Nhưng mà cái gì mà sự thật nó đang diễn ra như vậy thì cái đó được gọi là chân đế. Nhưng chúng ta không bao giờ chúng ta nhận được cái chân đế này, là tại vì chúng ta căng tiếp xúc với trần. Bằng cái gì? Dạ, cái gì căng tiếp xúc với trần? Muốn biết được trần là muốn biết được tất cả các pháp, phải nhờ vào căng. Đúng không? Mình muốn biết các pháp phải nhờ vào căng. Nhờ vào căng là chết rồi thì làm sao mà chúng ta biết được chân đế? Căng nó nhìn bằng tà kiến, có nghĩa là phụ thuộc vào con mắt. Còn đá, còn nước, mây đen, mây thịt, mất lão, rồi nhầm người không thấy luôn, nhầm người là nhầm mắt. Rồi cái đó là cái phụ thuộc. Cái thứ nhất phụ thuộc vào cái thái độ tâm. Ví dụ mình nói người đó đẹp nhưng mà mình ghét họ lắm, mình nhìn những người đẹp thành cái người xấu quá, tin không? Hiểu không? Cái đó là thái độ tâm, nó phụ thuộc vào phiền não. Nó phụ thuộc vào căn, nó phụ thuộc vào phiền não mới kết luận cuối cùng về cái đối tượng mình thấy biết đó. Vậy thì cái thấy biết nó chật lất hoàn toàn xa cái sự thật của nó. Nên chúng ta không có giới tới được chân đế. Người nào giới được chân đế, người đó nhìn thấy pháp là người đó đắc pháp. Người nào giới được chân đế có nghĩa là nhìn được chân đế. Vậy thì mình muốn nhìn được tất cả, biết được tất cả các pháp ở trên thế gian này ở dạng chân đế thì chúng ta phải bằng thiền quán tuệ Vipassana. Nó sẽ giúp ta được cái đó. Quán hồi đó là tuệ phát sinh. Tuệ phát sinh khi là chúng ta nhận diện được chân đế thì tuệ nó phát sinh. Quý vị hiểu không? Còn chúng ta ở trong tục đế tuệ nó không phát sinh. Tục đế tuệ nó phụ thuộc vào sanh tử luân hồi nhân duyên nghiệp báo, dần dần nó có phiền não. Nên chúng ta nhìn thấy biết chạy theo tục đế thì là phiền não nó sanh. Còn chúng ta mà nhận diện thấy biết chân đế thì phiền não nó đoạn diệt, tuệ phát sanh. Hiểu chỗ cái này là được nè. Còn cái kia mình nghiên cứu sao? Mình hiểu chỗ đó đó. Như vậy thì đi rõ biết đi, đứng rõ biết đứng, nằm rõ biết nằm, ngồi rõ biết ngồi, cảm giác rõ biết cảm giác, cảm thọ rõ biết cảm thọ, tâm khởi rõ biết tâm khởi, hành rõ biết hành, tưởng rõ biết tưởng. Quý vị, thì cái đó là chúng ta đang đi vào chân đế. Có nghĩa là sự thật nó đang diễn ra, chúng ta nhận diện được cái sự thật nó đang diễn ra mà không bị lầm lạc gì hết, là nhận diện một cách chánh kiến của bát chánh đạo. Và cuối cùng ta có cái trí tuệ. Mà có trí tuệ thì đoạn vô minh. Nên đây được gọi là thiền tuệ, gọi là minh sát tuệ. Thiền minh sát, minh sáng. Sát là tầm sát. Nên nó có trí tuệ vì chúng ta nhận diện ở thể chân đế.
Chúng ta nhận diện các pháp ở thể chân đế, chứ chúng ta không nhận diện các pháp ở thể quy ước của tục đế. Hiểu chỗ này nè là được nè. Còn về nghiên cứu tiếp. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu chỗ này là được nha. Mà có hiểu được chút nào chỗ này không? Hiểu vỗ tay cho mừng coi. Nên chúng ta biết đâu là chân đế, đâu là tục đế. Tục đế chỉ có làm tròn bổn phận để tồn tại sự sống mà thôi. Chân đế mới là chỗ tu. Hiểu không? Tục đế làm tròn bổn phận thôi. Mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải đi làm, phải thương, phải yêu, phải ABCDEF. Nhưng chân đế là những cái gì nó đang hiện diện, phải nhận diện nó từng lúc từng nơi. Đi đứng nằm ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, đi tiêu, rồi biết đi tiêu, đi tiểu, rồi biết đi tiểu, mặc áo, rồi biết mặc áo, mặc quần, rồi biết mặc quần, ngước lên, rồi biết lên, ngã xuống, rồi biết ngã xuống. Người ta đã dùng những từ chế định của tục đế để cho chúng ta hành, để đi vào chân đế. Nên không phải là tục đế là không có tốt, đừng có nghĩ như vậy. Nhưng mình biết sử dụng nó hay không. Đi biết đi rồi, tất cả đó là chúng ta đang sử dụng tục đế hết đó. Nhưng để chúng ta nhận diện được chân đế, hiểu không? Mà chân đế thì đi về tới vô ngã, còn tục đế á, thì nó đi trong hữu ngã. Quý vị hiểu không? À, nên chúng ta mượn tục đế là phương tiện để chúng ta đi về với chân đế. Đó, mình đang nói thầm, mình đang mượn hành hành quẩn nè. À, đi rồi biết đi, đứng rồi đứng, nằm rồi nằm, ngồi rồi ngồi, à, hít vô rồi biết hít ra, thở ra rồi biết hít ra, hít vô dài rồi biết hít vô dài, thở ra dài, thở ra dài, cảm giác toàn thân tôi hít vào, cảm giác toàn thân tôi thở ra. Tất cả từ ngữ đó là quy ước hết đó. Mà nó quy ước thuộc về gì? Thuộc về tục đế. Nhưng mà qua cái quy ước đó mình mới nhận diện được chính nó, là mình đã nhận diện được chân đế, đúng không? Là tuệ. Hiểu không? À, hiểu ngon rồi đó. Bây giờ ha, chúng ta làm một cái thí nghiệm. Tất cả làm theo. Mở mắt ra, mở mắt lớn ra. Open your eyes, please. Bây giờ con số 1, thấy không? Rồi tất cả nhắm mắt lại. Thấy không? Tất cả mở mắt ra. Bây giờ mình suy nghĩ cái chuyện bên Mỹ đi. Hôm qua Tổng thống Donald Trump lên ở trên đài đang bàn về cái vụ Corona, về là bàn bởi vì cấm vận Trung Quốc nha, không phải là bàn về giao thương, thương mại gì đó. Thấy không? Tại vì mình đang chú ý cái kia. Chúng ta đang mở mắt ra nhưng mà ta đang chú ý cái dòng tư tưởng đi bên kia đó, vẫn không thấy. Nhắm mắt lại. Giờ mình chú ý tới số 1 hồi nãy đó, thấy không? Ai thấy? Thấy ở chỗ này nè. Nhắm mắt lại mà thấy hả? Không, bây giờ nói nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi. Giờ mình, cái tâm mình chú ý tới cái bảng số 1 nãy đó, mình có thấy số 1 không? Mình đang dùng thực tế mà, chứ đừng có dùng gì tưởng đây, đang dùng thực tế. Nhắm mắt lại, có thấy không? Rồi, giờ mắt ra bình thường đi. Tính đâu Ngọc Nhi Nhi nhắm mắt lại mà thấy số 1 này nha. Thiên nhãn. Hiểu không? Nhắm mắt lại mà vẫn thấy số 1 hồi nãy đó là thiên nhãn. Rồi, giật mình chứ tính đâu là thiên nhãn thông thông chứ. Như vậy chúng ta mở mắt ra thì thấy số 1. Nhắm mắt lại thì không thấy. Mở mắt ra mà tâm đưa đến chỗ khác cũng không thấy. Nhắm mắt lại, tâm chú ý vẫn không thấy. Đúng không? Hiểu tới đây chưa? Rồi, bây giờ mới tiếp nè. Như vậy thì cái gì thấy con số 1? Cái gì thấy con số 1? Mắt mình thấy phải không? Mắt mình thấy phải không? Rồi bây giờ á, mắt mình thấy. Nhưng mà hồi nãy mình mở mắt ra mà mình để tâm chỗ khác, nó đâu có thấy. Đúng không? Vậy cái gì thấy? Tâm thấy phải không? Vậy nhắm mắt lại tâm chú ý tới thấy không? Không. Vậy cũng đâu phải tâm thấy, mà cũng đâu phải mắt thấy. Chết chưa?
này căng vậy ta? Cũng không phải tâm thấy, cũng không phải mắt thấy luôn. Trời, mắt mà không thấy kỳ vậy? Con mắt mà không thấy, mắt để thấy mà không thấy, mà tâm để thấy tâm cũng không thấy luôn. Không phải tâm thấy, cũng chẳng phải mắt thấy nữa. À, quý vị, như vậy cái thấy nó phụ thuộc vào cái gì? Cái thấy, à, thứ nhất á là con mắt còn ngon. Mắt còn ngon trong kinh gọi là mắt tốt. Mắt tốt mình dịch ra mắt còn ngon, mình dịch từ thế gian vậy thôi. Cái thứ hai nữa là cái vật sắc đó, nó phải rõ ràng, không mờ ảo đó. Còn nó mờ mờ ảo ảo ai thấy, như chiếu cine xưa vậy đó, chiếu phim nó mờ ảo ảo ai thấy rõ đâu. Cái thứ ba nữa, phải đủ ánh sáng. Đủ ánh sáng mới thấy được, không có ánh sáng sao thấy. Bây giờ con mắt thì rõ như mắt mèo, cái vật á thì nó rõ sắc nét như phim 3D, nhưng mà không có miếng ánh sáng nào hết trơn á. Thấy không? Cũng đâu thấy, vì ánh sáng phải rõ ràng, phải đủ ánh sáng. Cái thứ tư nữa thì gọi là ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn hướng tâm tức là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân mình á, hướng về nó là chú ý đó, gọi là ngũ môn hướng tâm. Hồi nãy không chú ý không thấy đó, chú ý mới thấy đó, hiểu không? Vậy là ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn hướng tâm. À, còn á mà cái này mới thấy à, còn tới biết. Biết nó phụ thuộc vào hai thứ, nhãn thức và ý thức. Nhãn thức là thấy hình dạng màu sắc, ý thức là biết nó là cái gì. Nhãn thức là thấy hình dáng màu sắc. Còn á, ý thức là biết nó là cái gì. Nó là con số 1 đó. Cái nhãn thức không bao giờ biết nó là con số 1. Ý thức mới biết nó là số 1. Nhãn thức chỉ thấy cái hình dáng nó như vậy, và cái màu nó là màu vàng vậy thôi. Nhưng mà biết nó là con số 1 thì bắt buộc phải ý thức. Vậy hai thức cộng lại nhau, ý thức biết nó là cái gì. Mà biết rồi thôi sao? Đâu có thôi. Không có thôi. Biết nó, thấy biết nó rồi dễ chịu quá. Dễ chịu quá, khó chịu quá. Nó liên quan tới cái dục ngay giữa. Thọ dục thì dễ chịu, không có thọ dục thì khó chịu. Đã biết nó rồi đó, thọ dục thì dễ chịu, không thọ dục nó thì khó chịu. Dễ chịu sanh tâm tham, đọa ngã quỷ. À, khó chịu sanh tâm sân, à, đọa vào địa ngục. Này quỷ, à, địa ngục. Quỷ hỏi ngã vậy? Quỷ, quỷ, ờ. Bởi vì học tiếng Tây nhiều quá tiếng Việt quên. À, rồi á, sân á, đọa địa ngục. Đó, có tham có sân á, thì có si, đọa vào các loài súc sanh. Nên ba ông này á, trở thành cặp bầy trùng á nghe. Có đọa địa ngục cái thời gian nó thành ngạ quỷ, thời gian thành súc sanh, nó đi qua đi lại vậy đó. Nó chồng chéo nhau vòng vòng vòng, tại nó liên quan với nhau. Nó liên quan tới dục nè. À, nó liên quan với tại cái chỗ dục này nè. Như vậy, như vậy thì chúng ta mới thấy con mắt mình á là công cụ thôi, công cụ thấy. Cái vật chất này nè, cái mắt mình là công cụ thấy. Cái vật chất này á là đối tượng thấy. À, cái ánh sáng này là duyên thấy. Còn á, cái ngũ môn hướng tâm à, à, này á, là tâm hướng, tâm chú ý. À, rồi nhãn thức á, là cái rõ biết cái đối tượng thấy.
Rồi cái ý thức này đó rõ biết tính chất đối tượng thấy. Nhãn thức là rõ biết hình dáng màu sắc, hình dáng màu sắc của đối tượng thấy. Còn ý thức thì rõ biết tính chất của đối tượng thấy. Rõ biết tính chất của đối tượng thấy. Bắt đầu mình ham thích mến ưa ghét, bỏ bắt đầu một chút hành động này, ham thích mến ưa, bắt đầu dùng mọi hành động để lôi nó về. Tham rồi đó, dùng mọi hành động để tham nó lôi về, để đi đến cảm giác dễ chịu lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Như vậy cái gì làm cho mình dễ chịu thì cái đó mình cất giữ xung quanh đó, để mỗi khi mình nhìn vào mình dễ chịu. Cái gì mình dễ chịu á là mình nghe đó thì cất cái đó, gì dễ chịu mình nếm cất cái đó. Nên cái quán ăn nào ngon ăn chết cái quán đó suốt đời luôn á, tới chết thôi á. Còn ai mình làm cho mình xúc chạm á, mình dễ chịu á, giữ giùm người đó hoài. Còn cái người đó mà không làm cho mình dễ chịu thì tìm cách tống ra, ly dị luôn đó, hiểu không? Ví dụ tình bậu muốn thôi là muốn tống ra đó, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra là tìm duyên á, tìm duyên để tống. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Con đâu có làm gì đâu mà ổng thôi con. Mình không có làm gì hết mà tại vì ổng làm, không còn thỏa mãn dục ổng nữa. Không phải lúc này mình làm mà là ổng làm, hiểu chưa? Cái đối tượng là mình không còn thỏa mãn sắc thanh hương vị xúc pháp dục của ổng nữa. Ngày xưa chính cái mình nè, nó còn tươi như bông mùa xuân, nó còn trong như nước mùa thu, nó còn đẹp như nắng hạ. Còn bây giờ mưa dầm rồi, nó héo vậy, dây bầu héo vậy. Ông hết dễ chịu rồi, ông nhìn con mắt, ông nhìn mình hết dễ chịu rồi. Thì ông còn tham không? Không tham thì sao còn giữ được? Tham nó mới chấp thủ, không tham đâu có chấp thủ vô, phải không? Đâu giữ lại chi? Ông ra mà tống ra mà không được, khổ. Ôm vô mà không xong, khổ. Cuộc đời đâu có cho ai theo ý muốn đâu, đúng không? Nên đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ là chỗ đó đó. Quý vị hiểu không? Rồi bây giờ nè, chúng ta mới thấy con mắt mình, nó thấy, nó thấy cái gì? Thấy cái mình mê, mình không mê đó đó. Vậy con mắt này có phải mình không? Con mắt này có phải là mình không? Con mắt không à, có phải là mình không? À không phải, không phải mình. À, cái vật chất bên ngoài mình có phải là của mình không? À, không phải của mình. Cái ánh sáng này có phải là của mình không? Không luôn. Rồi á, cái tâm chú ý này nè, có phải là mình của mình không? Cái sự chú ý thôi à. À, cũng không luôn. Rồi nhãn thức, cái mà rõ biết đó là cái chuông. Cái mà rõ biết đó là cái chuông á, có phải là mình không? Là nhãn thức thôi, có phải là mình không? Không luôn. Rồi bây giờ cái mà biết nó là cái gì, cái mà biết nó là số 1 á, là ý thức đó. Vì ý thức có phải là mình không? Không luôn. À có gì? Nhưng mà cuối cùng ai thích? Mình thích. Mình ưa, mình mến, mình ghét, mình tạo nghiệp, mình khổ. Là tại làm sao, vì cớ làm sao, tất cả đều không có cái gì là mình hết trơn á, mà cuối cùng mình khổ. Này này này, là mình chấp thủ, chấp thủ cái không phải là mình mà cho nó là của mình, là mình, là tự ngã của mình, nên mình chết. Nên một cái vị tu tập tuệ chi cái này nè, thì họ sẽ đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, vì họ đi đến vô ngã. Tất cả cái này làm duyên cho nhận diện được một pháp. Mà cái gì duyên sanh duyên diệt thì cái đó là vô ngã. Thì có cái mình đâu mà để tham, có cái mình đâu mà để sân, có cái mình đâu mà để thói dục. Bản thân của thân, sân không phải là mình, bản thân của dục không phải là mình, bản thân của là si không phải là mình, bản thân của tham phải là mình. Bản thân nó không phải là tất cả đều lắp ghép hết á, quý vị. Nó hiện diện lắp ghép hết á, rã tan là nó tan hết, chết là nó tan ra. À, quý vị, nó kế thừa qua một kiếp sau. À, do đó người ta tuệ chi được tất cả những cái này. À, quý vị, nên người ta luôn luôn lúc nào chúng ta hướng đến
À, tức là như lý tác ý tìm về chân đế, và tức là cái sự thật của vũ trụ, mà tránh xa các cái phiền não phù du của cái tục đế. À, tránh xa phiền não phù du của cái tục đế, cái gì không có phải là mình gì cả. Cái gọi là mình đó là tục đế. Cái chữ mình đó, chữ tâu đó là tục đế đó, người ta đặt ra. Chứ nó là sắc thọ tưởng thức hợp thành thôi, chứ cái gì là tôi. Cái chữ tôi làm ta chế định, cái tôi đó làm ta chế định nó, ta làm ta chế định nó. Chứ thực ra nó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thích thôi. Nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vậy thôi. Nó là danh, là sắc, là phiền não mà thôi. Chứ có đâu là mình đó, đâu là của mình. Tất cả đó là duyên hợp phải không? Mà duyên hợp duyên tan là vô ngã. Nhưng mà tại sao mình nói mình gọt đầu mình đi, mình mới phân biệt mình với người ta. Nên mình thương người ta, mình ghét người ta, mình đập người ta, mình đánh người ta, mình tạo nghiệp với người ta. À, dần dần, có thấy sai chưa? Thấy sai có nghĩa là bắt đầu tệ một chút đó. Bắt đầu tà kiến bớt đi một chút. Về nhà tu tiếp cái đoạn này. À, quý vị về nhà tu tiếp cái đoạn này nha. Rồi, chúng ta nghỉ giải lao 10 phút học tiếp. Thank you.